Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ai, trời đất ơi, nhìn cái nhà của tôi chán thiệt luôn á trời. Không có nổi một cái tivi, cái bộ bàn ghế hay cái gì hết trơn á. Ai, không biết bây giờ kiếm tiền ở đâu ra để mua tivi, bàn ghế, đồ ăn, đồ kiểu để trong nhà. Chứ bây giờ cái nhà của mình á ha, mấy bạn fan bảo là anh không lười biếng quá, không chịu chi phí. Bây giờ cái nhà mình chán phèo bạn ơi. Hay, bạn, từ từ. Nếu mà bây giờ mình không có tiền thì mình có thể đi mượn đồ được mà. Ừ, hợp lý ha. Từ từ bây giờ mình sẽ qua bên nhà của mọi người để mình mượn. Ở người thì mình mượn cái bàn, người mình mượn cái ghế, người mình mượn cái tivi là đủ thôi chứ có gì đâu. Mà để xem coi, nhà cái đó nè. Thôi nhà cái đó không có gì đâu. Nhà Mr. Dịch, trời ông Dịch mấy năm rồi ông không vào Minecraft là còn lâu mới có đồ. Từ từ để mình xem coi nhà Si mày tàn mấy đồ con gái mà không thèm qua đâu. Ờ, có nhà. Ú, nhà của Siro. Ừ, ham bạn ha, mình quên mất Siro cũng có đồ nhiều nữa bạn. Từ từ để mình qua bên nhà Siro mình xin ít đồ coi, để qua xem thử nào. Ờ, ôi cái gì mà bàn ghế mà ông có một lần mấy chục cái ghế, mấy trăm cái ghế rồi trời, xịn dữ anh ta. Còn ở bên này trời, tủ lạnh các kiểu, trời xin nhẹ cái tủ lạnh đem về nè đó trời. U, có mấy chai nước đem về luôn đây trời. Cái bàn pizza trời, mình hơi bị thích chơi trò này luôn, đem về nhà rồi. Ui, có con mô hình siro nằm ở ấy. Cái gì đây? Khoan từ, hình như cái này là siro thiệt mà. Ê đâu ơi, đâu ơi, rô ơi, anh bị cái gì đâu? Trời ơi mấy bạn ơi, rô bị cái gì mà rô nằm ở đây, cái mặt của rô xanh lè luôn vậy. Rô ơi tỉnh dậy đi anh, bị cái gì sao anh nằm đây vậy? Mọi người siro không cỡ, anh đang làm gì vậy? Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi vô nhà rô, tôi thấy rô nằm ở đây nè, tôi không biết gì hết á. Trời ơi, tôi không ngờ Vân Cờ lại độc ác như vậy. Bạn ác có gì đâu. Trời ơi, đây là anh em của mình mà bạn làm như vậy. Ôi, tôi không làm gì đâu. Trời ơi, Phong Thành à, mà em ra làm gì có ai đâu, mọi người đưa lên đầu của em. Từ từ mọi người bình tĩnh. Hồi nãy á, hồi nãy đúng thiệt là có một mình tôi nhà rô à. Nhưng mà tôi vô nhà rô là để tôi mượn mấy cái đồ của rô nè, tủ lạnh, tivi đồ kiểu, chứ tôi đâu có lấy gì đâu. À vậy là tôi hiểu rồi người ơi. Theo như tôi phân tích, Phong Cận vô nhà Siro mượn đồ nhưng Siro không cho, Phong Cận tức quá đánh Siro xỉu luôn. À, bạn đã làm như vậy bạn còn trốn nữa hả Phong? Trời ơi mọi người, bây giờ chúng ta phải đi rà soát cái trường này thôi, chắc chắn là Phong Cận cái trong cái trường này thôi. Quá mà trời ơi, các chị sẽ ở ngoài này, chị bánh cung ra Phong Cận mà đi ra cái là chị đi nha. Tôi không ở ra đây nha luôn. Bây giờ mình phải bắt Phong Cận, bây giờ đem về cho team mình xử. Nhiều lúc bắt vào tù lắm tại cái tội đó. Không ngờ cái gì mà bắt vô tù vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Tính ra mấy bạn làm chứng cho tôi nha, tôi qua bên nhà Siro á, xong tôi vô tình tôi phát hiện ra Siro nằm nó ngất xỉu chứ phải tội tôi đâu. Không xong rồi, bây giờ mọi người đang ở ngoài đó mà mình đi ra ngoài thế nào cũng sẽ bị phát hiện cho mà coi. Bây giờ đúng rồi, mình phải hóa trang, đúng rồi, mình phải hóa trang thành một nhân vật nào đó xong mình trốn mới được. Từ để kiếm coi ở trong cái bộ hóa trang của mình để xem thử nha. À đây rồi, mình có một cái bộ hất ghi em bé nè bạn, mình sẽ mặc cái bộ đồ này để đi ra ngoài đánh lạc hướng mọi người. Ok. Em chào mấy anh chị, em là Husky em bé. Ủa, sao lại có Husky em bé ở đây vậy à đấy? Ồ dạ anh. Em Husky. Bảo em bé Husky, em có thấy cả anh Phong Cận, cả anh mà màu xanh dương đậm đậm không em? À dạ. Đúng rồi, anh có màu đỏ. Dạ có, em thấy anh chạy trong đây nè mấy anh chị. Trong đây nè. Đi vào đâu? Có là đâu em nha. Mày quá bạn ơi, mọi người phát hiện ra. Trời mừng quá. Thôi rồi, bây giờ mình phải chạy trốn tiếp thôi. Bây giờ kiếm chỗ nào trốn bây giờ, trời ơi khổ quá.
Mình phải chạy trốn nhanh thôi các bạn ơi. Mọi người không ai chịu tin mình hết trơn á. Bây giờ trốn ở đâu nữa đây trời. Bây giờ mình mà ra khỏi làng á nha, là thế nào á là mọi người cũng sẽ đuổi mình luôn, không cho mình gọi là giải thích đâu. Bây giờ mình phải tìm cách mình trốn ở trong làng để mình còn tìm ra ai mới là người đã sát hại Siro để còn minh oan cho mình nữa chứ. Ở đây có nhà của Sim nè. Từ để mình chui nhà Sim mình trốn. Đóng cửa lại. Mình thấy mọi người kìa. Đâu rồi ta? Không cần nha. Trời ơi, đi mất sáng giờ luôn rồi đó mọi người ơi. Mọi sáng giờ không có một cái thông tin hay dấu tích gì hết trơn á. Hoài, cay quá. Tôi thấy một ý kiến này nó hay luôn. Mình với tụi mình đi chung như này khó kiếm lắm luôn á. Tại Phong Cận chạy nhanh lắm. Trời ơi. Ê, bây giờ là mỗi người một hướng nha. Em sẽ hướng cho mình nào, đi thôi. Ok. Thôi rồi, bây giờ em sẽ đi hướng này. Chắc chắn ổng đi quanh đây thôi. Thôi em đi trước nha. Trời ơi, mọi người bây giờ ai cũng tìm mình hết. Thủy Thị ơi nha. Tính ra nãy giờ mình không thấy Phong Cận quanh đây. Chả biết kiếm ở đâu cả. Ủa, nhà mình nè. Thôi vô nhà tìm cũng được. Chết rồi, Sim. Okay. Sim vào nhà, Sim vào nhà. Núp. Phong Cận, có trốn vào đây không? Ê, chết rồi bạn ơi. Mặc dù là Simmy là con gái nhưng mà Simmy đang cầm nguyên cây kiếm kim cương luôn. Mình mà thò đầu ra nha là thế nào Simmy cũng tấn công mình. Mình chạy không kịp đâu. Trời, bà cầm hai cây đâu luôn kìa ta? Bà cầm hai cây kiếm luôn. Trời, bây giờ phải làm sao đây ta? Phải suy nghĩ, có cách nào không? À, đúng rồi, mình có ý này. Simmy sợ nhất là con gián. Hay quá, hôm nay mình mang rất là nhiều đồ cosplay. Được rồi, bây giờ mình sẽ cosplay thành con gián. Ok, 3, 2, 1, bum chiu. Hay à. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã biến thành con gián siêu to khổng lồ rồi nè. Nhưng mà con gián này nhìn cái mặt của nó hơi kỳ kỳ các bạn ạ. Sao cái mặt của nó nhìn anime quá vậy, sao nhìn cute quá vậy? Vậy kiểu này là Sim có sợ không ta? Chắc là Sim sợ á. Tôi nhìn con gián này tôi còn thấy sợ mà các bạn. Mấy bạn có thấy sợ không? Chứ tôi hơi bị sợ luôn nha. Ok, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Con gián khổng lồ. Đứng lại cho ta. Đứng lại cho ta. Cho cắn một cái đi, cho ta cắn một cái đi. May quá bạn ơi. Simmy sợ, Simmy chạy đây. Ôi trời ơi, sao mà hôm nay cái video này tôi chỉ tính là trang trí nhà cho các bạn xem thôi. Ai dè đâu lại bị mọi người đuổi thế này. Bây giờ Simmy đã bị mình gọi là gì ta làm cho hoảng sợ chạy trốn rồi. Bây giờ mình phải tìm thêm một chỗ nữa mình trốn. Gaming House. Mình phải vô Gaming House để mình trốn mấy bạn ơi. Sợ quá trời ơi. Trời ơi bạn ơi, mệt quá. Bây giờ á mình đã leo lên trên sân thượng của Gaming House của Hero Team rồi các bạn ơi. Mình đang ở trên sân thượng cho nên mình nghĩ rằng là sẽ không ai nghĩ mình trốn trên đây đâu. Ê mà khoan nè, từ ở đâu có người họ leo trên đây rồi họ phát hiện mình ở trên đây rồi sao ta? Không có được. Mình á, mình phải tìm cái cách nào đó để mình phải có chỗ để mình trốn thoát nữa. Chứ không thôi bị phát hiện á là mình sẽ bị bắt liền. Ai, có cách nào để mình có thể thoát khỏi cái Gaming House này nhanh ngay lập tức không ta? Ai, nếu như mà lỡ bị phát hiện. À, đúng rồi. Mình có cách rồi bạn ơi. Bây giờ á mình sẽ đặt TNT đầy ở trên cái sân thượng của Gaming House luôn. Và sau đó nếu như ai mà lên trên đây phát hiện ra mình thì mình sẽ kích hoạt cho nổ TNT banh luôn cả cái Gaming House. Ok, vậy là mình có thể trốn được. Ê nhưng mà khoan từ, nếu mà mình làm vậy á thì mình sẽ bị thêm cái tội nữa là phá hủy Gaming House. Vậy có bị nặng hơn. Ê mà khoan, cái tội đó Gaming House có thể xây lại nhưng mà người đã sát hại Siro á không phải là mình. Mình không thể nào để cho mọi người nghĩ là mình được. Mình lúc nào cũng là anh em tốt mà đúng không? Ok, thôi rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị nha bạn nha. Ok, bắt đầu đi lắp TNT bên này đi. 5 minutes later. Hey, rồi ok bạn ơi, mình đã lắp những cái quả TNT ẩn ở bên dưới sàn nhà của sân thượng rồi. Và ở trên tay của mình như bạn đang thấy đó chính là một cái điện thoại nha bạn nha. Thì cái điện thoại này của mình có thể kích hoạt để làm cho nổ TNT được. Bây giờ mình sẽ ở trên đây để phòng ngừa coi lỡ mà bị ai phát hiện mình sẽ kích hoạt TNT nha bạn. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không ai phát hiện mình trên đây đâu. Người anh em mà bạn nghĩ rằng là bạn trốn ở đây sẽ không ai phát hiện được sao? Phong Cận, Kaidon, mình đã trốn ở sân thượng rồi, tại sao bạn có thể phát hiện ra mình được chứ? Mình là thám tử mà, làm sao mình không thể kiếm ra được bạn hả? Bây giờ tốt nhất là bạn theo mình xuống dưới, sau đó là giải trình với lại là mấy chú công an bên dưới đi. Mọi chuyện xấu của bạn làm sẽ được giảm nhẹ. Nè, mình nói bạn nghe nè Kai, bạn phải tin mình chứ. Từ trước đến giờ bọn mình đã là anh em tốt với nhau. Phong Cận, Siro, Mr. Dịch và Kaidon, chúng ta đều là anh em với nhau. Làm sao mình có thể phản bội, mình hãm hại Siro được chứ? Nếu mà bạn không phản bội làm sao mà bạn cứ trốn hả? Tại vì nếu bây giờ mình đứng yên một chỗ, thế nào mọi người cũng bắt mình thì mình phải chạy thôi, bạn hiểu không? Được, nếu mà bây giờ nó nói tới mức này rồi bạn còn như vậy thì... Cái gì vậy? Chịu cắt quả đi! Ê! Đừng! Bình tĩnh! Thôi được rồi, được rồi! Kai à, mình nói bạn nghe nè.
Mình đã giải thích hết mức như thế rồi mà bạn vẫn không chịu tin mình, bạn vẫn nghĩ mình là thủ phạm. Nếu như vậy thì đừng trách mình. Xin chia buồn cùng với bạn, cái sân thượng này á, mình đã lắp rất là nhiều TNT ở trên đây rồi, và chỉ cần mình kích hoạt nó một phát thôi thì nguyên cái ga mình hao này sẽ nổ tung. Mắc cười quá. Trời ơi trời, mắc cười quá bạn ơi. Mắc cười hả bạn đó? Mình bạn thách mình sao? Được, bạn nghĩ rằng là nếu như mình kích hoạt TNT á thì mình sẽ không trốn được đúng không? Nhưng mà khoan, bạn sai rồi. Hãy nhìn đây, mình đã có một cái cánh ở trên lưng. Và xin chào và hẹn gặp lại. Ôi, chạy thôi. Ôi, kì vậy, đầu tư vậy, đầu tư có cánh luôn á. Đúng vậy, còn bây giờ thì mình sẽ kích hoạt TNT để nổ ra mình hai đây. Không cần, bạn làm gì vậy? Đưa lại coi, đưa lại. Ủa, gì vậy? Hả? Ê, bơm nổ hả? No, ai da, ai da, no. Oh my god, hình như là nổ hơi to bạn ơi, rồi xong cây đó rơi dưới luôn rồi. Trời ơi, hình như là mình hơi quá tay làm cho nó nổ hơi to bạn ạ. Nhưng mà thôi không sao. Simmy nè, Kairon đã bị mình hạ gục rồi. Bây giờ chỉ còn có Ca Vui và Sammy thôi. Bây giờ phải tìm cách nào giờ ta? Bây giờ phải suy nghĩ cách nào đó để mình thoát khỏi hai cái người này mới được. Trời ơi, không biết ông Phong Cựng đang đâu ta. Ông đừng tưởng ông chỗ mà ông qua mắt được tôi nha. Trời ơi, không ngờ ông dám hãm hại Siro luôn á. Tôi kỳ này tôi bắt được ông về đó, tống ông vô tù đó. Chẳng ngồi quanh đây thôi. Phong Cựng Tây Diêm, ông đâu rồi hả? Đây tôi quên nói coi. Phong Cựng Tây Diêm đâu rồi hả? Trời ơi, mấy bạn ơi, bà Sammy bà vẫn đang đi kiếm mình nè. Tính ra Sammy là cái người mà mình tin tưởng nhất luôn luôn ở bên cạnh. Vậy mà cuối cùng Sammy cũng nghĩ mình chính là người đã hãm hại Siro. Trời ơi, hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Chẳng lẽ bây giờ tôi sẽ phải xây một cái bẫy để gọi là ngăn chặn Sam lại sao? Chứ bây giờ tôi mà không xây bẫy thế nào Sammy cũng bắt tôi à. Trời ơi, bây giờ sao đây trời? Thôi, không được rồi, mình phải làm thôi. Được rồi, mình phải xây cái bẫy tiếp theo mới được. Ok, đóng cửa lại nè. Nếu như bây giờ bà Sam bả vô nhà Kairon thì bả sẽ phát hiện ra mình đang ở trong nhà của Kairon. Nếu đã như vậy thì mình có một cái bẫy như thế này. Ok, ở chỗ này mình đang chuẩn bị một cái đồng hồ để giúp mình có thể ngưng động thời gian các bạn ơi. Các bạn biết ngưng động thời gian là như thế nào không? Đây là như thế này nè. Khi mà mình bấm ngưng động thời gian á thì cái mũi tên của mình bắn ra nó sẽ được giữ ở trên gọi là phía gì ta, không khí, phía trên không khí như thế này nè bạn. Đó, sau đó mình bấm nút cái thì nó sẽ bắn. Đó, bạn thấy ghê không? Bây giờ mình chỉ cần trang bị thật là nhiều mũi tên chỉ về phía cái cửa thì bà Sam hãy vô trong cái cửa. Mình chỉ cần nhấn nút cái thôi, bà sẽ bị những mũi tên này bắn trúng. Chỉ còn cái cách này thôi. Xin lỗi Sam nhiều nha. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ ngưng động thời gian nè. Sau mình sẽ bắn những mũi tên này nha bạn nha. Ok, bắn nè. Bắn nhiều vô bạn ạ. Ok, bắn. Ui, bắn nè. Trời ơi, mệt quá bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Ở bên đây có rất là nhiều mũi tên chỉ ở bên này. Bên này cũng vậy. Ở phía trên trần nhà cũng có rất là nhiều nữa nè, bạn thấy không? Đó, rồi, mình sẽ để thế này đi. Bây giờ mà ai phát hiện ra mình thì ngay lập tức sẽ bị dính với cái mũi tên này liền. Bây giờ phải chờ người ta tới thôi. Ai đó? Tôi đây chứ. Sammy. Sao mà bà đừng có lại gần tôi nha. Tôi không có gọi là muốn tấn công bà đâu. Tấn công sao? Ông còn nói gì được nha. Bây giờ tôi sẽ bắt ông, đưa ông ra tù để xử phạt. Ôi, tôi không ngờ tại sao ông lại dám làm vậy với Siro hả? Bây tôi giờ còn chối nữa. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao không ai tin tôi hết vậy? Tính ra chúng ta đã ở bên nhau đến tận 4 năm. Ta là hero team mà. Tôi làm sao có thể hãm hại Siro được? Mọi người phải tin tôi chứ. Làm sao mà tin được? Trong khi đó ông là người duy nhất tôi thấy ông đứng kế bên Siro luôn mà. Không ông thì ngoài ai? Thôi, bây giờ đừng có nói nhiều nữa. Nếu như bây giờ bà đã nói như vậy rồi thì bà đừng có trách tôi nha. Ông này làm gì tôi? Xin lỗi Sammy. 3, 2, 1. Oh my god, trời ơi. Rồi xong, mấy cái mũi tên vừa đâm vào cái Sammy bốc hơi luôn bạn ơi. Để lại cái kiếm luôn, trời ơi trời. Ok không sao, mình lấy cái kiếm của Sam luôn để giữ an toàn. Xin lỗi Sam nhiều nha, tôi xin lỗi Sam. Ok, được rồi. Chỉ còn người cuối cùng, đó chính là Ca Mui thôi. Mình phải tìm cách ở đó để ngăn chặn Ca Mui tiếp mới được. Nhưng mà bây giờ cách gì đây? Trời, từ nãy giờ mình đã dùng quá trời cách rồi. Bây giờ phải suy nghĩ. Có cách nào khác nữa không ta? Đúng rồi, mình có ý này. Được. Mình sẽ làm như thế này. Được rồi. Bây giờ cái bẫy để có thể bắt được Ca Mui thì mình nghĩ là chỉ có thể là nhà Ca Mui hoặc là nhà của Mr. Dịch thôi. Nhưng mà nhà của Ca Mui hiện tại bây giờ nhìn nó hơi nhỏ bạn ơi. Còn nhà của Mr. Dịch thì to hơn, chắc là sẽ dễ để xây bẫy hơn. Ok, chỉ còn một mình Ca Mui thôi. Cố lên. Sau khi mà mình đã cầm chân được mọi người rồi thì mình sẽ đi tìm hung thủ thật sự đã hãm hại Siro. Ok, thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ mở cửa để mình đi vô nhà của Mr. Dịch để xây bẫy. Chào Phong. Chị biết mà. Kiểu gì em cũng vào đây trốn thôi đúng không Phong?
tại sao chị lại ở đây? Ủa em tưởng là nhà của dịch sẽ không ai phát hiện ra chứ. Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ gì vậy em trai? Không xong rồi. Chạy thôi. Mọi người. Chết rồi, bây Phong giờ ơi, mình bị chặn đường rồi. Bạn hết đường chạy rồi Phong à, mau đầu hàng đi, người anh em. Mọi người, tại sao vậy hả? Tại sao mọi người lại không tin tôi chứ? Bây giờ cái vấn đề tin hay không không còn quan trọng nữa Phong à. Tôi tới đây tôi xử ông, tại vì ông dám dùng 100 cái con tem cắm vào đầu tôi. Giờ sao? Tôi xin lỗi mà. Bạn à, mình nói bạn nghe, bạn không những làm vậy với Sammy, bạn còn lấy TNT bạn cho nổ lên đầu mình nè. Đó. Rồi giờ bạn phá nét cái kia bên nào ở đằng kia rồi, bạn thấy không? Tôi đâu có ý đâu. Bạn còn biết là dán chôn tôi nữa sao? Khùng ngờ luôn đó Phong Cự. Tôi biết thằng con dán là để hù Sim thôi. Mọi người à. Dám làm vậy với mọi người hả? Tôi thôi được rồi. Tôi biết đó chính là lỗi của tôi, nhưng mà thật sự là tôi chỉ muốn cầm chân mọi người lại để tôi tìm ra hung thủ thật sự đã hãm hại Siro thôi. Nhưng mà nếu như mọi người đã không tin tôi rồi thì thôi được, nếu đã như vậy thì cả môi chạy ra đóng cửa lại, chạy đập mình phải đập cái cửa kính này ra để mình trốn. Ê, mọi người đừng có đuổi theo tôi nữa, tôi đã bảo là không phải tôi mà. Trời ơi, con cận dám hại cá bui luôn, trời ơi. Xin lỗi, trời ơi, không phải là tôi. Trời ơi, cái đó tôi dùng cả súng pháo nữa. Mình dùng súng pháo mình giết bạn tay lụng không ơi. Đừng mà, thả cho tôi lần này đi. Chạy thôi, bây giờ mọi người không còn ai tin mình nữa hết á. Ôi, chết luôn rồi, bây giờ chỗ này còn bị mấy cây xương rồng chặn lại nữa chứ. Ôi, bây giờ mình phải đập nó ra. Trời ơi, đập kiểu này mất thời gian quá, chạy đường này đi. Không có đường nào để chạy đâu bạn à, không có đường nào đâu. Không có đi đường nào đó. Bây giờ ông đi tới đâu, tôi đi tới đó. Mọi người à, tôi nói mọi người nghe nè, nếu như bây giờ mọi người vẫn dứt quyết là phải bắt được tôi á, thì đừng có trách tôi nha, tôi sẽ tấn công mọi người đó. Hả? Tấn công hả? Mấy trên tay mình đi cầm gì không? Cầm súng đó, mày không đây hả? Chết luôn. Rồi cầm kiếm với bạn luôn nè. Bây giờ mọi người ai cũng cầm kiếm hết, mà trong tay của mình cũng chỉ có đúng một cây kiếm thôi. Mọi người thì có tính tận 4 người lận, còn một mình làm sao mà có thể chạy thoát được đây. Bây giờ có cách nào không ta? Xuân đồng được rồi, ok, đập ra. Được rồi, tôi đã có mấy cây xương rồng rồi. Nhưng mà mọi người đã sai lầm khi mà mọi người đã để cho tôi lấy những cây xương rồng này. Hãy xem đây, bạn chế tạo bằng xương rồng. Tôi sẽ bỏ vào đây và sau đó chế tạo cho tôi một cây kiếm bằng xương rồng. Và tiếp theo nữa, kiếm xương rồng hả? Một bộ giáp bằng xương rồng. Trời ơi, cái gì bọc lạ vậy? Dạ. Hãy xem đây, mặc vô. Tôi đã có áo giáp, có kiếm xương rồng ở đây rồi. Mọi người sẽ không làm gì được tôi đâu. Ơi, không biết là xương rồng rồi mọi người ơi. Nhưng mà thôi mọi người, biết cây xương rồng này làm sao đánh lại được cái cây kiếm của tôi bệnh. Đúng rồi, cây mình to như này mà. Vậy thì bây giờ thử tiến lên xem nào. Tiến lên. Tôi không sợ mọi người đâu. Mọi người nghĩ tôi là ai hả? Kaido nè, mày sẽ bị, tôi phải tiêu diệt mày sẽ bị chứ. Mày sẽ bị. Tránh ra, tất cả tránh ra. Kaido tránh ra, Kamui tránh ra hết. Chạy. Mọi người không bắt được tôi đâu. Chạy thôi. Chết rồi, thôi được rồi. Bây giờ mình đã thoát ra khỏi vòng dây rồi. Hãy tìm ra hung thủ thật sự đã hãm hại Siro để minh oan cho mình. Kamui, chị vẫn muốn đến đây đánh với em đúng không? Kamui nè. Chạy thôi. Em thử có cây kiếm này bự nè. Lấy cây kiếm này cho chắc ăn. Trời, cái kiếm kia nhỏ quá. Rồi ok, hung thủ thật sự. Người đang ở đâu hả? Sau một tiếng mình đã tìm hiểu, cuối cùng mình cũng đã biết được hung thủ chính là ai rồi các bạn ạ. Chỉ có thể là người đó mà thôi. Siro à, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ khiến cho hung thủ phải trả giá. Tại sao hắn ta lại để cho anh phải nằm xỉu ở đây với một cái gương mặt như thế này chứ? Trời ơi, nhìn buồn cười quá, nhưng mà em không thể nào cười được. Em sẽ đi bắt hung thủ lại cho anh yên tâm nha. Mọi người Phong Cự. Giờ thì em hết đường để đi rồi. Bọn chị em phải chuẩn bị sẵn áo giáp, vũ khí, tất cả
mọi thứ đều đầy đủ rồi, em không thể làm gì được bọn chị đâu. Đúng rồi, việc của em là bao tu. Mọi người à, mọi người bình tĩnh đi. Tôi đã biết hung thủ là ai rồi. Hả? Cái gì? Hung thủ hả? Đúng vậy. Hung thủ là ai ngoài bạn hả? Bạn không cần. Sau khi mà tôi giữ chân được mọi người và tôi đã tìm hiểu ra, trong vòng một tiếng tôi đã phát hiện ra hung thủ chỉ có thể là người đó mà thôi. Hung thủ chính là... Hung thủ thật sự chính là ai? Liệu rằng ai là người đã sát hại Siro và đổ tội cho Phong Cận? Mời các bạn xem tiếp tập tiếp theo.